Xin chào quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngân Hà Auto, một địa chỉ bán xe cũ, uy tín, chất lượng. Và trong một dịp mà bên em mới đổi cơ sở mới, mừng khai trương, thì bên em sẽ có những chương trình ưu đãi tốt nhất cho quý anh chị và những sản phẩm thực sự là mới mẻ và đa dạng để có thể là phục vụ quý anh chị trong thời điểm hiện tại. Và ngay cạnh em đây sẽ là một chiếc CX-5 Luxury sản xuất năm 2022. Và trong video ngày hôm nay, quý anh chị hãy cùng em tìm hiểu chi tiết về em nó nhé. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có là một chiếc xe khá là lướt với lượng sơn zin đâu đó khoảng là 90%. Cùng với đó thì ở đây thì các nét thiết kế của chiếc xe này thì vẫn đâu đó làm chiều lòng khán giả, bởi đâu đó là một nét thiết kế có lẽ là cả nam hay cả nữ đều có thể lái được, mềm mại, uyển chuyển nhưng không quá là nữ tính. Đầu tiên thì với chiếc xe này chúng ta sẽ có đó chính là lớp sơn zin em đã nói khoảng 90%. Cùng với đó như quý anh chị có thể thấy là các chi tiết như là phần mạ chrome này, phần đèn phía trước này với công nghệ này đó, hay là phần đèn gầm ở đây thì vẫn còn quá là mới cho em. Với một chiếc xe chạy đâu đó khoảng là gần 2 năm thì em tin rằng đây vẫn là một chiếc xe khá là đẹp ở thời điểm hiện tại. Rồi mình cũng bước đến những phần thân xe. Chiều dài cơ sở một chiếc xe 5 chỗ phiên bản hạng C thì chúng ta sẽ có đó là khoảng tầm gần 2m7. Với đó là phần mà mâm xe nguyên bản này, rồi là các chi tiết như là gương kính chiếu hậu, tích hợp với đó là đèn pha báo rẽ. Đó, mình có thể nhìn thấy qua cho em. Cùng với đó tay nắm cửa của chúng ta sẽ có tích hợp là khóa một trạm thông minh rồi quý anh chị nhé. Các chi tiết này vẫn còn khá là mới và em đảm bảo đây sẽ là một chiếc xe rất là hài lòng cho quý anh chị ở thời điểm hiện tại. Rồi, mình cũng bước đến phần đuôi xe đi. Phần đuôi xe thì ở đây thì em sẽ không tiện để là mình có thể là đánh giá kỹ, nhưng mà em vẫn sẽ có cho quý anh chị là cốp điện này để mình có thể đánh giá qua về các chi tiết nguyên bản trên chiếc xe này. Đầu tiên thì ở đây chúng ta sẽ có này, các chi tiết như là phần keo chỉ ở đây thì vẫn còn khá là mới, hay là phần ốc ở cánh cửa phía sau thì bên em sẽ cam kết cho quý anh chị là chưa hề có dấu hiệu da nhá. Đó, hay là các phần như là máng nước đó vẫn còn rất là đẹp, ốc ác thì không cần phải lo lắng. Và với khoang hành lý có lẽ là với dung tích vài trăm lít như này thì chúng ta sẽ có một khoang nội thất cực kỳ thoải mái. Và các chi tiết như là lốp dự phòng này hay là dụng cụ theo kèm thì bên em vẫn sẽ có đó là đầy đủ cho quý anh chị nhà mình. Được chưa ạ? Rồi, mình cùng bước đến khoang hành khách thứ hai đi. Mình bước vào khoang hành khách thứ hai ở đây thì chúng ta sẽ có đó là một khoang hành khách đánh giá là tương đối rộng rãi. Cùng với đó này thì các chi tiết như là phần ghế da trong khoang nội thất quý anh chị có thể thấy không ạ? Vẫn rất là mới và không hề có một dấu hiệu như là xe đã trải qua rất nhiều km sử dụng, đúng không? Vẫn rất là đẹp ạ. Đó, mình có thể nhìn qua cho em. Hay là những chi tiết ở phần cánh cửa đi. Mình có thể nhìn qua những chi tiết ở phần cánh cửa này thì vẫn rất là đẹp ạ. Đây, nhìn qua cho em giúp em về những cái chi tiết ở phần cánh cửa này. Đó, nguyên bản và chưa hề có dấu hiệu bị tháo dỡ hay là thay thế ạ. Được chưa ạ? Đó, mình có thể nhìn qua. Rồi, bước đến đó chính là khoang cabin lái đi. Với một khoang cabin lái tương đối là rộng rãi, chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện này, rồi là màn hình giải trí khá là tương đối. Các tính năng như là cruise control, cảnh báo trơn trượt chúng ta sẽ có hết ở trên chiếc xe này. Và với cảm giác lái của CX-5 cho một động cơ 2.0 Luxury thì em nghĩ là cũng tương đối là tuyệt vời. Và chúng ta có lẽ là nếu mà tầm cái trải nghiệm của chúng ta là vừa đủ thì em nghĩ rằng đây sẽ là một chiếc xe có tầm tiền tốt hơn nhiều so với một chiếc xe premium, khi mà trên phiên bản đó chúng ta vẫn sẽ chỉ có đó chỉ là hắt kính này, rồi là cam 360 mà thôi. Mà những người bác đã lái già, những bác đã có kinh nghiệm lái xe lâu năm rồi thì em nghĩ rằng những thứ đó có lẽ là chẳng cần thiết nữa. Rồi, bước đến khối động cơ này đi. Mình sẽ đánh giá qua về chi tiết cuối cùng, đó chính là khối động cơ 2.0 lít Skytip này đi. Thì chúng ta sẽ có gì ở đây nào? Một khối động cơ nguyên bản, rồi các chi tiết như là cổ hút cổ xả này, đó, các bác có thể thấy qua cho em. Hay là phần keo chỉ ở trên phần nắp capo, hay là những phần ốc, những phần sơn, hay là những phần đánh dấu của nhà máy thì chúng ta vẫn còn nguyên si. Và lớp sơn ở trong khối động cơ này thì các bác có thể thấy nó vẫn còn rất mới. Vì là một chiếc xe chạy 3,7 vạn km nên là những chi tiết này chúng ta vẫn có thể là yên tâm, chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả so với một chiếc xe 3,7 vạn km. Và với chiếc xe này thì hiện tại bên em sẽ chào bán ra cho quý anh chị vào khoảng một tháng trước, đâu đó là 770 triệu.
Nhưng mà với thời điểm hiện tại, mừng cho sự kiện khai trương này, thì bên em sẽ chào bán ra cho quý anh chị giảm ngay 10 triệu đối với sản phẩm, cũng như là vẫn còn thương lượng thêm nữa nếu quý anh chị quan tâm đến em nó. Và đừng ngần ngại alo cho em ở số điện thoại ghi ngay trên phần màn hình nếu anh chị đang quan tâm đến sản phẩm. Và thay đại diện ngân hàng Auto, em xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã xem hết video.